Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là bên đây là 28 Tết rồi các bạn. Tức là ngày, có gì là ngày mấy ta? Em xem cái. Tức là ngày 7 Tây tháng 2 năm 2024 là ngày thứ tư luôn các bạn. Hôm nay là ngày 28 Tết cho nên tất cả mọi nơi và ngày hôm nay là cái ngày phải nói là trong mấy ngày nay rồi. Ngày hôm nay mới có ánh nắng mặt trời. Ngày hôm nay mới có ánh nắng mặt trời nha các bạn. Tức là từ hôm Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, hôm nay thứ tư mới có được ánh nắng mặt trời. Mưa liên tục suốt luôn. Thì các bạn cũng có coi trên những cái video clip và của trên mạng xã hội cũng như những cái tin tức miền Nam Cali, nói chung Cali này đã mới ăn một cái trận mưa rất là to lớn trong những ngày qua. Hôm nay có ánh sáng, có ánh nắng và trời rất là đẹp luôn các bạn. Cho nên chúng ta chuẩn bị đón Tết. Và ngày mai là ngày 29 Tết. Coi như là chúng ta chỉ còn có khoảng bao cỡ 2-3 ngày nữa thôi là đến Tết rồi các bạn ơi. Vui không? Tết năm này tôi không về Việt Nam. Tiền đâu về các bạn? Thì có mấy người hỏi em sao không về Việt Nam ăn Tết. Thực sự ra khi mà đi về Việt Nam á, tốn kém rất là nhiều các bạn, chứ không phải là ít tiền đâu. Nếu như một mình em đi không á, thì có thể là chi phí nó nhẹ hơn. Nhưng mà khi mình về Việt Nam thì mình phải dẫn nguyên hai gia đình, lộn xin lỗi, nguyên cả gia đình hai đứa nhỏ đó đi về Việt Nam đấy các bạn. Cho nên tiền khổ trai tôi có ai hiểu cho. Gặp nhau là ca, thế là ban đầu. Ok, thì hôm nay em chia sẻ cho các bạn như thế này. Hôm nay là trời đẹp rồi phải không? Ngày 28 Tết nữa thì ngày hôm qua, ngày hôm kia, hôm nọ rất là nguy hiểm. Thì ngày bữa thứ hai là một ngày trước khi anh Kim Tiểu Long về Việt Nam. Thì tụi em có đi quay một cái video clip mua quà cho bé Kim Tiểu Ly. Mua quà cho bé Kim Tiểu Ly đó các bạn. Thì rất là dễ thương. Và ngày hôm qua là ngày thứ ba, tức là ngày 27 Tết. Ủa gì là 28? Ngày mai 29, ngày mai anh Long về tới Việt Nam rồi. Tức là anh bay ngày 27 Tây và tới 29 mới về tới Việt Nam. Tại vì bay bên đây 27 thì ở bên Việt Nam là 28 cho nên tới ngày 29 mới về tới Việt Nam. Thì khi mà về tới Việt Nam đó các bạn biết gì không? Đó chính là bé Kim Tiểu Ly sẽ ra đón anh Long đi đón cha mình đi về quê hương. Bé Tiểu Ly sẽ có những món quà. Món quà này rất là xinh xinh. Chắc bé nhìn thấy bé la sùm. Đồ nào cũng đẹp hết các bạn. Rất là đẹp. Thì hôm bữa đi mua hết cũng là cỡ như đại khái cũng cỡ 300 đô đó các bạn. Tại vì anh Long mua thêm một cái áo cuối cùng nữa cho nên 300 đô đó. Để mà đem về tặng cho bé Tiểu Ly. 300 đô tức là khoảng đầu 6-7 triệu tiền Việt Nam. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Ok, thì ngày hôm qua là ngày thứ ba. Trên đường đi rất là nguy hiểm. Trên đường đi đi đưa anh Kim Tiểu Long về bên Việt Nam. Về bên Việt Nam, về Việt Nam. Về Việt Nam đó các bạn. Thì về Việt Nam đó. Rất là nguy hiểm các bạn, trên đường đi đã gặp rất là nhiều tai nạn xe. Thì nói chung là mấy ngày nay em đi trên xa lộ gặp tai nạn xe rất là nhiều. Cho nên các bạn nào ở Mỹ và mình sống ở đây thì mình đừng có nên tiết kiệm về những cái bánh vỏ xe của mình quá. Tại vì các bạn biết sao không? Nếu như mình chạy bánh xe mà bánh xe dởm nó không có độ bám. Thí dụ như bây giờ bánh xe Michelin nó là 200 đồng một cái cho chiếc xe của mình. Thì bây giờ bánh xe bình thường nó là cũng là 100 đồng một cái rồi. Thì mình nghĩ ồ, bánh xe nào cũng giống nhau. Không phải đâu. Ăn thua cái treadmill, cái độ bám của nó nữa các bạn. Cái độ bám của nó mà loại mà bánh xe mà thương hiệu tốt đó thì cái độ bám của nó rất là hay. Tại vì họ có những cái cách chế biến, công thức riêng của bánh xe của họ. Cho nên khi mà mình đi những bánh xe của em á, làm đi toàn Michelin không. Michelin là của thằng nó làm tùm lum chỗ hết các bạn. Mà có Michelin gốc của nó là không phải của thằng Mỹ, của thằng Pháp hay của gì đó. Không biết phải hay không, em nhớ không lầm. Để em coi cái Michelin là của ai làm nha. Tự nhiên đùng cái em quên các bạn. Michelin. Michelin. Tire. Ôi trời ơi. Cái em bả để tiếng Việt á cho nên nó
nó nói nói luôn, cái Michelin là của Pháp, đúng rồi, headquarter của nó là bị là của Pháp, là đã bắt đầu có từ cái thương hiệu từ năm 1000. Michelin is a global company headquarter in Clermont, France, founded in 1889, tức là khoảng năm 1889 đã có là cái thương hiệu Michelin rồi các bạn. Và Michelin này đó đã đưa cho phải đã provide, tức là đã cung cấp cho hơn 170 quốc gia toàn thế giới. Đó, cho nên Michelin này thấy không, nhớ là của Pháp mà. Michelin này của Pháp các bạn. Thì Bridgestone là của Japan, là của Nhật, và Continental là của Germany. Akron, Ohio, founded in 1898 by Frank Zimmerman Company named by American Charles Goodyear. Thì các bạn, khi mà các bạn xài những bánh xe mà xịn thì mình đi trên đường nó sẽ có độ bám. Khi mà nó có cái độ bám thì nó sẽ không có trơn. Còn mình đi bánh xe bình thường mà chừng cái thằng thường giống như của Hàn Quốc, khung màu đó các bạn, mấy thằng đó rất là dở, Yokohama rồi đó, thì nó không có bền bằng thằng Michelin. Năm xưa trước khi mà em đi bánh xe Michelin á, thì em có đi Yokohama đó hình như là của Nhật. Và lúc mà chạy trên trời mưa đó các bạn, nó có độ trơn, nó không có bám bằng thằng Michelin. Michelin này nó có bộ độ bám rất là hay. Thì em chạy Michelin cách đây chắc cũng 8-9 năm hơn rồi. Các bạn dùng thương hiệu Michelin 8-9 năm hơn rồi. Thì cái độ bám trên tuyết này cũng ok. Mà tuyết khi mà nó đóng băng thì mình khó bám lắm. Tại tuyết thì mình phải đi cái loại all season, không phải là phải là snow only thì mới chạy được trên tuyết. Còn mình không có bánh xe đó thì không có còn loại mà all season á. Khi mà các bạn mua Michelin thì các bạn hãy mua cái loại mà chạy được tất cả thời tiết. Đó nó gọi là all season của Michelin đó các bạn. Thì các bạn có thể chạy được trong mưa, trong nắng, trong trơn, trong gì đó. Nhưng mà tuyết thì nên cẩn thận. Tuyết thì không có độ bám đâu các bạn. Tuyết thì phải mua bánh xe đặc biệt của nó về tuyết. Nhưng mà mình đâu ở cái khu tuyết đâu mà mình phải mua bánh xe loại đặc biệt đó, đúng không? Không thôi là mình phải gắn cái chain vô, mình gắn cái dây xích vô để mà mình chạy cho nó đỡ tốt, để cho nó tốt cho chiếc, cho nó có độ bám các bạn, cho nên mình khỏi bị trơn bị lại đó, thì phải có đeo dây xích. Thì khi mình đi trời mưa, mình cái lúc nào cũng vậy, mình cũng phải ngừa, không phải lúc nào cũng được suôn sẻ hết đâu các bạn. Cho nên mình phải ngừa là như thế nào, tức là mình phải nên tốn tiền thêm chút xíu nữa, nhưng mà nó lại đáng đồng tiền, nó lại giúp đỡ cho chúng ta thoát được những cái tai nạn trong những trời trơn đó. Cái này không phải em quảng cáo cho Michelin không trả tiền đâu nha các bạn. Thì em giới thiệu cho bạn biết là một cái kinh nghiệm của mình đi bánh xe nào để cho các bạn trải nghiệm thôi. Còn xăng á thì mình phải nên đổ xăng 91, đổ một thương hiệu thôi nha các bạn. Tức là thí dụ như bây giờ ở đây nó có nhiều thương hiệu nè, Mobil nè 76 là 76 nè, rồi Shell, Chevron, Orco, Sam Club, nói chung là tùm lắm, 7-Eleven nữa. Nhưng mà các bạn phải lựa một thương hiệu để bằng để mà đổ thôi nha. Em thì em chọn Chevron, cá nhân em chọn Chevron, cũng cả dùng Chevron cũng hơn cả 10 năm nay rồi, không bao giờ đổ xăng khác các bạn, đổ chỉ có Chevron thôi. Chevron các bạn đi khắp nước Mỹ đều có cái xăng đó thì tốt cho chiếc xe mình hơn. Thì đổ xăng 91 nha các bạn, nó sẽ tốt cho chiếc xe mình. Khi mà mình làm xe mình vậy mà mình tháo cái máy ra nó rất là sạch đó. Thì em giới thiệu cho các bạn cái bánh xe này để cho các bạn biết rằng khi mình đi trong trời mưa thì nó sẽ tốt như thế nào. Thì ngày hôm qua em đưa anh Kim Tiểu Long đi lên phi trường Los Angeles để mà bay về Việt Nam, phi trường LAX các bạn, để bay về Việt Nam. Thì trên đường đi anh có niệm Phật không nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tại biết sao không các bạn? Tại vì trên đường đi nó trời mưa, nó trơn lắm, gặp trên khoảng đâu từ 8, có thể là phải nói là cả một chục cái tai nạn luôn các bạn. Thì có mấy cái tai nạn em quay kịp, có mấy cái tai nạn không có quay được, cho nên các bạn thông cảm. Thì trên đường đi đó, nếu những chiếc xe mà gặp tai nạn đó là những cái xe tông vô tường, là đa số là những chiếc xe tông vô tường. Như hôm bữa đón anh Kim Tử Lâm về bữa chủ nhật cũng thấy được mấy chiếc nó tông vô tường các bạn, nó lài vô tường, tại vì bánh xe nó mòn, nó không có độ bám cho nên nó bị trơn, nó bị lài. Khi mà mình lài đó là mình sẽ tông người khác đó, thì nó rất là nguy hiểm. Thì em đưa anh Kim Tử Long lên trên đường, mắc cười lắm, anh có niệm Phật lia lịa luôn để mà mình được cầu cho bình an đó các bạn.
Cho nên cho tâm mình nó nhẹ lại, khi mà mình lo lắng về cái chuyện gì đó thì mình cứ niệm Phật cho tâm mình nó nhẹ lại, nó Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Tôn Thấy Âm Bồ Tát chẳng hạn như vậy đó. Nam Mô Lưu Ly Phật, Nam Mô Tùm Lum hết, tức là Nam Mô Tùm Lum Tứ Phật. Phật đủ thứ hết các bạn. Thì để cho cái tâm của chúng ta yên lòng hơn để mà mình đi trên đường và có thể Phật pháp gia hộ mình để mình yên lòng hơn các bạn. Tai qua nạn khỏi. Đó, cầu mong như vậy thôi. Thì trên đường đi, khi mà gần tới phi trường Los Angeles vừa vô tới cái 105 đó các bạn, thì cảnh sát chặn đường hết. Cũng may chặn ngay cái khúc đó và nó vừa vô đúng kịp thời. Nếu không là phải bị kẹt ngút từ ở dưới. Kẹt ngút từ ở dưới thì nó sẽ rất là chờ lâu. Chờ lâu lắm. Tại vì hai xe nó trơn, nó tông nhau cái rầm. Giờ cảnh sát các bạn, khi mà các bạn đi trên đường đó, khi mà mình có dịp đó, có khi mà mình thấy được cảnh sát trước mặt mình lạng qua lạng lợi thì mình phải nên ngừng lại nha các bạn. Phải nên ngừng lại. Mình khi mà cảnh sát lạng qua lạng lợi, tức là nó kêu mình phải ngừng lại, slow down để ăn trước. Nó có gì đó nguy hiểm cho nên nó mới cản mình lại. Hoặc là họ muốn làm cho cái traffic nó chậm lại để bên kia nó thoáng hết. Để cho nó thoáng cái traffic, coi là cái... không biết traffic tiếng Việt là gì, quên rồi. Cái lưu hành đó các bạn. Cho nó nhanh chút, cho nó thoáng chút. Thì các bạn hãy nên ngừng lại nha. Khi mà mình chạy, khi mà cảnh sát mà chớp đèn gì mà nó đậu giữa đường rồi mình chạy qua đó, mà nó không chưa cho mình qua, mình chạy qua, các bạn biết một ticket đó là khoảng bao nhiêu tiền hay không? Cái ticket đó là khoảng đâu 2.000 đô. Đó là anh cảnh sát nói với em nha các bạn. Có một kỳ cảnh sát cũng lạng qua lại lại ngay cái góc freeway 22 với 405 lúc vô này các bạn. Thì lúc đó là em đi freeway 22, em đi Carrefour, lúc đó là chưa có mở đường Express Lane. Thì đi Carrefour xuống cái cầu, ai mà đi Carrefour xuống cái cầu thì biết em nói gì. Thì cảnh sát á thì nó chặn ngay cái góc cầu dưới đây bên 405. Còn em á thì em đi từ ở trên Carrefour xuống thì em đâu có biết là cảnh sát nó chặn ở đây đâu. Cái cảnh sát nó không để ý, cái em chạy ngang qua nó luôn, đi Carrefour mà các bạn, chạy xuống ngang qua nó luôn. Cái xong rồi nó dí theo, nó bắt em. Lúc đó là khoảng đầu 3 giờ sáng nha các bạn, lúc đó khoảng 3 giờ sáng nó dịnh lên, nó giỏi chớp đèn, cái em tấp vô bên đường Subic á. Em tấp vô đó cái xong rồi tới nó coi, nó hỏi em, mày có biết tao chặn đài đèn như vậy không? Mà mày chạy, cái nó đâu có biết đâu, thì tôi tự trên Carrefour tôi chạy xuống, không có để ý, không có thấy là nó đặn đầu như vậy. Cái nó nghe như vậy, nó nói, mày á nha, lần sau mà bị như vậy tao phạt mày 2.000 đô đó. Cái ticket này là 2.000 đô mày biết hay không? Đó, cảnh sát nói em như vậy đó, sao đó. Lúc đó em chở anh ca sĩ Đặng Hà Duy, anh vừa hát trong bên trung tâm Thiến Nga hay gì, cái show gì đó em quên rồi, xong rồi chở anh lên phi trường để mà anh bay về bên kia anh hát tiếp. Để bay tiếp đó các bạn. Thì nó chặn lại em lại thì nó nói em là như vậy. Nếu như tao phạt là 2.000 đô đó, xong rồi nó nhìn em, ok đi đi. Kỳ này tao tha cho mày. Rồi đi đi. Đó các bạn thấy chưa? 2.000 đô một cái ticket đó các bạn, cảnh sát nói với em là như vậy đó. Cho nên rất là nguy hiểm khi mà mình thấy cảnh sát lạng qua lạng lợi vậy nè. Giống như ngày hôm qua anh Long thì anh ít có đi chứ ít có thấy được những cái cảnh đó, cho nên anh không biết cái chuyện đó là chuyện gì xảy ra. Cho nên anh cứ như vậy nè, ủa cảnh sát nó bị khùng hay gì vậy Lộc, cái cảnh sát sao lạng qua lạng lợi hoài vậy, không? Đó là nó có cái chuyện đó. Đó là có chuyện gì trên đó, cho nên nó như vậy đó các bạn. Thì lúc mà chạy qua rồi đó, thì dưới đó mình mới thấy được có một cái tai nạn. Thì họ chặn xe lại hết. Chặn xe hết để làm gì? Để cho cái người mà ngoài đường đó an toàn nha các bạn. An toàn đi vào trong lề, rồi lúc đó họ mới cho mình qua. Cái gì cũng vậy, cảnh sát làm cái gì cũng gì cũng có một cái nguyên nhân của nó, chứ không có phải là tự động mà làm đâu các bạn. Hôm nay bà con đi chợ đông quá. Xe đang chạy vô đậu kế bên. Thì sau đây em sẽ cho các bạn coi những cái đoạn video mà em quay ở trên đường nha các bạn. Mà em quay trên đường nha. Nó phải nói là rất là đông. Khi mà mình chạy freeway đó, mình phải nên cẩn thận vào những lúc trời trơn. Nó đang chuyển những cái đoạn video qua. Thì các bạn biết á, khi mà lên tới phi trường rồi, vô trong phi trường cũng có những người chạy ẩu nữa các bạn, cho nên phải cẩn thận trên đó. Và hôm qua phi trường rất là đông xe, rất là đông luôn các bạn, hôm qua phi trường đông lắm. Và cũng may vô đến đó, xong rồi anh Long ảnh xuống, ảnh đi lấy xe bây giờ, xe trên phi trường bây giờ đó
là khoảng đâu 8 đồng một chiếc nha các bạn. Thì các bạn, anh Long xuống anh lấy xe anh đẩy xới, rồi bỏ mấy cái hành lý lên rồi anh đẩy vô đó các bạn. Thì tình trạng là tình hình là như vậy đó. Rồi sau khi mà bỏ anh Long xong đó, rồi em đi về. Em đi về thì trên đường về cũng gặp cảnh sát chạy qua chạy lại, lạng qua lạng lợi vậy nữa mà. Là các bạn bây giờ không có hai chiếc xe, hai chiếc xe đổ tông nhau như thế nào thì thấy tội lắm các bạn. Và bên đường bên kia chạy ngược về đó thì anh cũng thấy một số đã tông vô vách tường các bạn, cho nên phải nói là rất là nhiều vụ ngày hôm qua đã cho những cái tai nạn xe tông vào vách tường đó các bạn. Tại vì giống như hồi nãy em có nói các bạn đó, khi mà mình đi bánh xe đó thì mình phải đi những bánh xe nào nó có độ bám. Thì cái thương hiệu mà em thường hay dùng đó là thương hiệu của Michelin. Nó rất là tốt cho chúng ta nếu như mà chúng ta cần tới nha các bạn. Đừng nên tiết kiệm, tốn thêm một tí xíu tiền nữa thôi. Một cái bánh mình tốn thêm chừng 50 cho tới 100 đô nữa thôi, nhưng mà nó sẽ an toàn cho mình. Và mỗi lần mình thay đó, nhớ thay 4 bánh luôn các bạn. Khi mình thay 4 bánh đó thì mình có được nhiều quyền lợi hơn là mình thay một bánh xe. Hôm nay bà con đi sắm chờ Tết nhiều quá, xe ra vô lia lịa luôn các bạn, đông đó. Thì khi mình thay 4 bánh xe đó, mình có quyền lợi như thế nào? Tức là khi mà mình chạy khoảng chừng đâu 5.000 mai, cái xong rồi mình vào trong đó mình rotate, mình balance, mình check cái balance này nọ đó, cái balance check bánh xe này đó, rotate bánh xe đó, thì họ làm miễn phí hết. Còn mình làm hai, mình mua hai cái bánh thôi thì họ không có, mình không có quyền lợi đó các bạn. Nhưng tốt hơn hết là mình thay 4 cái mới hết. Mình thay một lượt 4 cái, xong tới mỗi tới thời kỳ mình thay 4 cái, thay 4 cái gì đó các bạn. Thì tuy rằng 4 cái nó mắc tiền lắm, nếu tùy theo loại xe thì trung bình cũng phải 1.000 đô cho 4 cái. 1.000 đô. Thì có nhiều lúc nó sale nữa các bạn, có nhiều lúc nó sale thì các bạn canh những cái chuỗi ngày mà nó quảng cáo trên Costco nó sale hay là American Tire đó các bạn, nó sale đó các bạn. Thì các bạn có thể vào trong đó mà mua những cái bánh xe sale. Nhiều lúc mỗi bánh nó bớt cho mình tới, mình mua 4 bánh nó bớt mình tới 75 đồng, 250 đồng gì đó. Đó, tùy theo nó sale, cái đợt sale của nó các bạn, thì mình nên mua những cái sale mà mình mua thay đó, là mình phải thay cái 4 cái bánh luôn nha các bạn, cho nó tốt cho xe của mình hơn, nó đều hơn. Hồi nào giờ em thay đó, mỗi em thay ít nhất á là không biết mấy lần thay rồi ta, nhiều lần lắm rồi đó, không nhớ nổi luôn. Thì thay nhiều lần lắm các bạn. Không nhớ nổi là thay tổng cộng là khoảng đâu bao nhiêu lần. Thì nói chung là rất là nhiều lần. Một lần thay là 4 cái, một lần thay là khoảng ít nhất 1.000 đô. Thì thay nhiều lần lắm. Tại vì mình chạy đi thường xuyên đó các bạn, cho nên mình phải cần những cái đó để mà an toàn cho mình và an toàn cho những cái người mà đi chung với mình nữa các bạn. Cho nên ai đi với em thì họ rất là an toàn. Thứ nhất là em chạy rất là kỹ. Cái thứ hai đó là bánh xe của em là loại tốt. Xe thì không phải là loại xịn. Xe của em là xe bình dân thôi. Nhưng mà mình xài đồ xịn. Đó, thì là như vậy đó các bạn. Quan trọng nhất là cái độ an toàn. Chạy trên xe xa lộ nhiều thì mình phải cần cái sự an toàn. Hôm nay thì xe ra vô. Ở đây có chỗ làm biến đi bộ. Ở đây có chỗ đậu trống này, không chịu đậu. Chứ chạy vòng vòng. Cách nhau có mấy chiếc xe cũng chạy vòng vòng để mình kiếm chỗ. Chống này không đóng không chịu đậu. Thì có đoạn video này đây, em sẽ mời các bạn xem. Khi mà sau khi em chở anh Kim Tử Long bỏ phi trường, ảnh đi vào trong phi trường thì em đi về, thì có gây những cái khúc mà bị kẹt xe và tông xe. Thì sau đây em sẽ mời các bạn xem nhé. Ai, kẹt cứng rồi các bạn ơi. Trên đó có accident, có tai nạn xe gì, nên kẹt cứng rồi, không có xe nào chạy được hết các bạn thấy không? Đậu đứng bánh hết. Mà trong khi đó bên kia này chạy dèo luôn. Đây nè, các bạn coi nè, có tai nạn rồi nè. Đó, cho nên nó mở khói, khói đâu, nó khói lửa, nó khói mà để cho xe tránh đó các bạn. Rồi. Bởi vì đi xe phải cẩn thận. Kẹt quá. Phải không? Đây, bây giờ mới được đi nè các bạn. Cũng 15 phút á. À, giờ mới được đi đó. Tí nữa mình coi cái sự việc như thế nào nha. Để coi ai là
người đã gây ra cái vụ kẹt xe này đây. Không biết có quay được không nữa, tại xe bên đây nè đông quá, không biết có quay được hay không. Này tớ rồi đây đó, cảnh sát xịt mấy cái lửa đó các bạn thấy không, đó mấy cái cây lửa đó đó, đó. Cây lửa để dưới đó để cho mình chạy để mình né. Trời mưa ơi ơi, nó bay vô lề luôn má ơi. Hai xe tông nhau bởi vì nó bay vô lề luôn đó, tại trời mưa là nó vậy đó các bạn ơi, thấy không, trời mưa phải cẩn thận nha. Mình đó trái tai nạn nữa rồi đó, thấy chưa, bao lao luôn. Thêm một cái tai nạn nữa đây. Đóng đường hết mà sáng hết. Thì cái tai nạn này trời đất ơi, bay đứng đó luôn mới ghê chứ. Đó, các bạn vừa xem xong rồi phải không? Rồi khi mà em về tới gần tới Exit thì bên đó lại có những cái chiếc xe tông mà bay luôn cái cây sắt bên lề luôn, các bạn mới ghê. Họ tông bay cây sắt trên lề luôn, thật là nguy hiểm lắm. Các bạn biết gì không? Xe đó thì xếp hàng dài, mà chỗ đậu ở đây không chịu đi bộ tí xíu. Đó, lại xe này vô nữa nè, giờ xe kia dành chỗ đậu. Mấy ngày nay người ta dành chỗ đậu rất là nhiều các bạn. Nhiều lắm. Mấy ngày nay là mấy ngày Tết mà, cho nên nó rất là đông. Thì ai cũng vậy, ai chưa đi sắm Tết thì hãy nên đi sắm Tết nha. Và một lần nữa, hôm nay là hình như ngày không còn mưa nữa, là hình như còn một trận mưa nữa là hết luôn nè các bạn, để em xem có phải hay không. Thì chúng ta chuẩn bị đón Tết. À, hôm nay có còn mưa nhưng mà tới chiều lận các bạn. Chiều khoảng đâu 8 giờ tối mới mưa. 8 giờ tối mưa cho tới 12 giờ là hết. Thì theo sự dự báo thời tiết là như vậy, thì bắt đầu từ ngày thứ sáu nè, nắng nè, wow, nguyên một tuần Tết năm nay chờ rất là nắng ấm, sung sướng không nè, đó, đã luôn. Nắng ấm mà thấy mệt, thấy đã luôn các bạn. Thì ngoài Bô Sa sẽ rất là đông, cho nên mình cũng không có biết là như thế nào. Tức nói chung là những hội chợ, những này những nọ. Các bạn chờ em tí nha. Sorry nha các bạn, em có cái cuộc điện thoại. Định nói gì cái quên rồi. Nói chung là chúng ta là phải 28 Tết rồi. Thì có thể vài bữa, ông khoảng vài bữa nó Tết chứ vài bữa gì nữa. Chắc có lẽ là ngày mai. Ngày mai bữa sáng mình sẽ đi tả mộ cho mẹ. Tết năm nay thì em có được nhận được vài món quà của các cô, chị thân thương, những vị thân thương. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn chị Yến Hồ nè, đã tặng cho em món quà, cho lì xì cho hai đứa bé quà đó. Rồi cảm ơn một chị này rất là đặc biệt, cũng như là một ân nhân luôn. Chị thì không muốn em nói trên YouTube, và thêm một số những người đã lì xì cho con của em. Cảm ơn rất là nhiều. Nói chung là năm mới, chúc mọi người, tất cả mọi người an khang, thịnh vượng và có tông xe không vậy? An khang thịnh vượng, lúc nào sức khỏe cũng mạnh giỏi hơn nha. Thì chúc mọi người thiệt là may mắn và an lạc. Đó. Nói chung là hôm nay là cái ngày phải nói là rất là bận rộn luôn, bận rộn việc nhà. Rồi tới ngày 30 Tết thì em lại đi suốt nữa các bạn. Sáng sớm 30 Tết là chính tây, là 4 giờ sáng em phải đi rồi. Đi xong rồi tới 8 giờ mấy sáng em đi, tới chiều xong rồi về nhà phải dọn dẹp. Sau đó mới chuẩn bị đón giao thừa. Cuộc sống ở Mỹ này đây, bận rộn cách mấy cũng phải ăn Tết. Nói chung là bận rộn thì bận chứ, nhưng mà nghèo vẫn nghèo các bạn ơi. Tết rồi, than rồi đó. Bình Nguyễn chửi bây giờ đó nha. Bình Nguyễn ơi, Bình Nguyễn sắp có quà rồi nha. Anh Long thì chắc có lẽ là chiều nay anh Long sẽ, sau khi coi cái video này đây thì anh Long sẽ về tới Việt Nam đó Bình Nguyễn nhé. Thì không biết ảnh có gọi liền hay không, hay là trừ tự ảnh gọi, cái đó anh không biết nha. Thì nói chung là
cảm ơn Bình Nguyễn, cảm ơn Phước Nguyễn, cảm ơn chị Yến Hồ đã tặng món quà cho hai bé. Rồi chào bé Thu Hồ luôn nè, để nhắn tin chú mỗi ngày để mà hỏi thăm chú sức khỏe. Cảm ơn bé rất là nhiều. Rồi cảm ơn chị Phương Loan, những chị Hớ Trần đều đã bình luận trong những Facebook cũng như trong YouTube mỗi ngày bình luận chào hỏi. Cảm ơn rất là nhiều mọi người đã yêu thương. Rồi nhiều quá, còn cảm ơn ai nữa ta? Cảm ơn anh Hoàng Sơn cũng đã nhắn tin mỗi ngày. Rồi ai nữa ha? Nhiều quá anh em, tự nhiên đùng cái lưu bu cái em quên hết rồi các bạn. sorry. Thì nói chung là cái tấm lòng của mọi người mà thương em thì em rất là quý mến. Thì không biết nói gì hơn, thì chỉ mong chúc cho mọi người được bình an, được vạn sự, được như ý, được thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Chúng ta chỉ còn có khoảng đâu 3 ngày nữa thôi là mình sẽ hết năm. Ủa, năm nay năm gì? Hết năm 2, năm bước vào năm mới là năm Giáp Thìn, còn năm hiện tại là năm năm con gì ta? Con mèo hả? Nói chung là em không nhớ con gì luôn. Thôi cứ vậy đi nha các bạn. Thì cái video này thì em chia sẻ cho các bạn là như vậy, thì mình phải nên làm gì để mình tránh những cái rủi ro trên xa lộ. Thì mình muốn an toàn cho mình và an toàn cho người ta luôn, thì mình hãy nên mua cái bánh xe tốt một chút xíu. Mình không có tiền thì mình có thể trả góp. Ở Mỹ này là có một cái điều kiện, tức là mình dùng thẻ credit của mình thì mình trả góp đó các bạn. Khi mà mình trả góp á, thì họ sẽ mà mỗi tháng mình trả góp là chừng 50-70 đồng một tháng cho 1.000 đồng cái bánh xe như vậy, chẳng hạn như vậy. Còn nếu như mình có tiền trả hết á, thì mình hãy nên trả hết. Còn mình trả góp thì nó ăn tiền lờ, và có nhiều thẻ thì nó không ăn tiền lờ. Thì tùy theo cái credit của mình, nếu như mình không có đủ khả năng thì mình trả credit thôi. Và mình phải nên đi bánh xe có cái độ bám nha các bạn. Tại vì mình không biết trước được chừng nào sẽ mưa, chừng nào sẽ trơn, chừng nào sẽ này nọ. Nhưng các bạn yên tâm, đi bánh xe Michelin của em đi đó là bảo đảm rất là an toàn. Cái độ treadmill nó bám rất là dày luôn các bạn, nó bám dữ lắm, không có bị trơn. Còn những người nào đi những bánh xe kia, các bạn thắng cái đó, nó bị trơn. Hôm bữa em mém tí bị thằng kia nó tông, nó trơn đó các bạn. Nó quại, nó trơn, cái xe chốt cái nó lài qua bên này nè. Cái nó hoành đầu lại. Hồi xưa em cũng bị một lần. Tại khi mà chờ đang ướt đó, cái mình đạp ga cái rồi nó trơn các bạn, nó không có độ bám. Nó không có độ bám thì nó trơn thôi. Cho nên các bạn biết là cái gì cũng vậy, mình chạy xe là mình phải nên an toàn cho mình, và mình phải an toàn cho người khác nữa, chứ không phải là gì riêng mình không đâu. Thí dụ cá nhân mình vậy đi, mà cái người mình lỡ cái mình cứ sơ suất gì đi, cái tự nhiên mình tông người ta thì tội cho người ta. Lỡ như bệnh cái bị tai nạn nhẹ thì mình không nói gì, mà lỡ như tai nạn nặng thì người trong xe người ta là mất, hay là người ta bị tàn tật hay này nọ, rất là tội cuộc đời của người ta. Cho nên cái gì cũng vậy, mình suy nghĩ cho mình rồi mình phải suy nghĩ cho người khác. Mình sống là phải như vậy thì ông trời mới thương mình hơn. Ông trời khi mà mình có đức thì mình mặc sức mà mình ăn. Giống như anh Long, anh làm từ thiện nhiều cho nên bây giờ anh show đầy luôn các bạn thấy không? Ảnh đi mua đồ, trời ơi, LV đồ đeo, trời ơi, em nhìn mà phải nói là em mê luôn các bạn. Cái đó là cái lộc chờ cho của mình, chờ cho mình sức khỏe, chờ cho mình đồng tiền mang tới cho mình thì mình phải làm từ thiện, và cũng như cái lộc khác tự động họ tới với mình thôi. Các bạn cứ yên tâm khi mà mình sống trên cuộc đời này đây, nhưng đừng có để cho người khác lợi dụng chúng ta. Chúng ta hiền quá thì sẽ bị kẻ ác lợi dụng, mà chúng ta mà khờ quá thì cũng bị kẻ sát lợi dụng, mà chúng ta khôn quá thì chúng ta cũng bị hại thôi các bạn. Sống làm sao giống như mình khôn mà da dẻ mình không khôn, rồi mình giàu mà da dẻ mình không giàu, bởi cứ bình dân mà sống, cứ bình đẳng mà sống thôi các bạn. Còn có nhiều người mà người ta không có tiền, cái người ta khoe khoang lên là người ta có tiền, thì cuộc sống này nó là như vậy, trao đổi với nhau. Cho nên các bạn thấy, hãy noi gương theo những người tỷ phú của Mỹ. Họ là tỷ phú, họ là triệu phú, nhưng mà cách ăn mặc rất là giản dị, họ không khoe khoang, không gì cả. Đó mới là những người tỷ phú mà phải nói là chân chánh, và những người phải nói là trong cuộc sống này phải cần những người như vậy đó các bạn. Giống như bên Việt Nam thì có anh Quyền Linh, ảnh là nghệ sĩ nổi tiếng, rồi ảnh giàu có, ảnh đất đai, ảnh bao la luôn, nhưng mà ảnh ra đường ảnh mang giúp tổ ong, rồi ảnh rất là bình dân, chứ không có kiểu như cầu kỳ mà này nọ, các bạn hiểu không? Cho nên chúng ta cái gì cũng vậy, mình được phước, mình đừng nên quá đắc ý, và mình đang giàu có mình cũng đừng quá tự khoe,
mà mình nghèo quá mình cũng đừng quá than. Tại mình than, mình nghèo mình than cũng không có ai giúp mình. Mình sống thì mình có cái đất, thì tự động có người quý nhân nào đó sẽ gặp thấy mình, thấy mình tốt, thấy mình này nọ, tự động họ có cái gì đó khiến cho họ để giúp chúng ta thôi. Khi mà mình là người tốt thì quý nhân sẽ phổ hộ cho, tới hữu độ cho. Còn mình gặp mình đang mình làm người tốt thì mình nói là ở hiền mà không gặp lành á, thì đúng cái là như vậy. Mình ở hiền thì mình không bao giờ mình gặp được những chuyện lành, tại mình gặp những người ác ôn hại mình không à. Bây giờ họ ác ôn, họ thấy mình hiền họ mới hại mình, chứ không phải là như vậy đâu. Nhưng mà bù lại thì mình sẽ được những người quý nhân giúp đỡ đó các bạn. Các bạn có tin những cái chuyện đó hay không? Thôi, em cũng xin chúc các bạn 28 Tết, bên Việt Nam là 29 Tết, chuẩn bị đón Tết rồi, thì một năm an khang thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Không phải của mình, có tranh giành cũng chẳng được đâu. Bạc quên cái lời rồi. Nói chung, chúc các bạn thật là vui vẻ và an khang nha. Nhớ đăng ký, bấm like, bấm share. Và đặc biệt nhất là đăng ký ủng hộ em nhé. Nhớ bình luận luôn. Xin hẹn các bạn vào video clip kế tiếp. Bye bye.